buổi tọa đàm cạnh học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú đã và đang học tập tại nhiều trường đại học trên thế giới, chia sẻ với các em học sinh nhà trường về kinh nghiệm du học, những cơ hội cũng như những khó khăn thách thức khi sinh hoạt học tập đất nước mới và hoàn toàn xa lạ. Hoạt động hiện tại. Du học 2012 của Nga là chương trình đầu tiên được hội học sinh chuyên Trần Phú toàn cầu. Đây có con bình hoa này là đệ tử các thế hệ học sinh nhà trường. Thông qua việc giao lưu với các cựu học sinh, chương trình cũng đóng góp tích cực vào việc vun đắp cho hành trang du học của các em học sinh đang học tập tại trường Trung học phổ thông chuyên Trần Phú, giúp các em tích lũy những kiến thức cần thiết cũng như chuẩn bị ngân hàng rồi, áo đen cho hành trang du học. Từ đó tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh học vấn của một ngôi trường có bề dày thành tích để có thể gặt hái nhiều thành công hơn trong học tập và có được sự nghiệp thành đạt trong tương lai. Tòa án nhân dân thành phố vừa mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án lợi dụng chức vụ